Vâng, hello các bạn. Chiều mát các bạn ơi. Đi dạo xuống đường 639 này coi họ làm tới đâu rồi. Đó. Giờ này nghỉ hết rồi bạn. 6 giờ rồi bạn, cho nên là xe cộ máy móc. Đi xuống đèn chút nha anh. Quê mình mà. Đó. 6 giờ 5 rồi các bạn. Vâng, con đường này là con đường mượn nha các bạn, tức là họ mượn ruộng của bà con nông dân. Họ đổ xong con đường DT679 dưới kia các bạn. Rồi sau đó họ sẽ móc lên trả lại ruộng cho bà con nông dân tiếp tục làm ruộng. Nó là mượn nhưng mà phải trả phí thuê đàng hoàng các bạn nha, chứ không phải là mượn không. Đó, đây bạn thấy không, ngã ba ông Thọ sáng đèn đó, cái đường đổ các bạn, đổ to từ phía trên đường kia xuống cái đường đó có 200 mấy mét thôi các bạn, nhưng mà đi bộ có vẻ hơi xa đó. Chắc là do đường xấu đi chậm. Bạn công việc quá phải đi bu tô nên hơi tối tối bạn, không biết có đủ ánh sáng để mà máy nó hoạt động không. Nãy 5 rưỡi đi là được rồi. Các bạn, 6 giờ 7 phút chiều nè. Dòm trong camera nó sáng vậy chứ mà thực tế ngồi thì nó tối. Đó, quay lại bên kia lên đèn hết rồi các bạn. Hồi nãy quên chạy xe máy xuống cho nó nhanh. Đường ướt các bạn, dơ. Chạy xe giờ phải rửa. Dạ. Xuống chơi. Thì sau Tết các bạn, họ đổ từ mùng 6 tới nay các bạn. Này là 19 rồi, mười mấy ngày rồi. Đổ khá là nhiều ạ. Mình thấy xe chạy dập dìu luôn. Trên clip Flycam tí nữa mình ghép cho các bạn xem là buổi sáng xe đổ liên tục các bạn. Làm cho tới 6 giờ tối họ mới nghỉ. Đây tới rồi bạn. Từ trên đường Trần Nhân Tông xuống đây chắc cỡ tầm 300 mét các bạn. Đó, chỗ đây ngã ba rộng. Còn đổ cao lắm các bạn ơi. Thấy vậy cái cây kia còn cả mét nữa. Đó bạn, đây còn hơn 1 mét nữa luôn các bạn. Đây này, cây rất cao này, phải đứng tới đâu của mình. Wow. Gần tới vai luôn, rất cao luôn, mét mấy, 3-4. Đó bạn, con đường này nghe ba ông Thọ này bạn, cái đèn sáng sáng á. Đó, đi vô đây là rộng ghê các bạn, nhìn con đường này. Để về 639 này. Chủ yếu ở dưới là cát nha bạn, cát.
Rồi đi vào sâu trong kia luôn cho các bạn xem nó đổ tới đâu rồi. Tối rồi, tối xuôi rồi. Đó, trụ này bạn. Cái đường nó phải ngang cái trụ này nha các bạn. Ngang cái trụ này, đó, các bạn thấy không? Còn phải cỡ hơn 1 mét. Dưới đây nó thấp hơn là tạo cái luồng để xe chạy này. Ruộng nhà mình đâu chỗ đây các bạn, phía trước này cách khoảng 60-70 mét đó, đâu chỗ đó đó. Giờ ông bà già làm còn cái cỡ xào hay sao á, lấy hết 2 xào. Nhà mình thì 4 nhân khẩu, ông bà với mình với con em gái. 593 là ai mà sinh sâu 593 các bạn là không có ruộng đâu, không có chia, nhà nước không có chia chia ruộng nữa, cho nên chỉ những người có ruộng mà phải từ 593 trở về trước thôi. Đấy, ruộng mơn mởn xanh lắm nha, giờ tối các bạn xanh lắm, chục đủ lúc chục về luôn, tới nhà ông bác mình rồi. Ok thôi, quay về tàu tối quá, quay cũng thấy gì. Vâng, đây là những hình ảnh mình quay từ buổi sáng các bạn, lúc mà các xe đổ đất chạy đường Trần Nhân Tông xuống để mà đổ rất là nhiều các bạn. Vâng, đây là đoạn đường Trần Nhân Tông mới được làm mới được 2 năm trước các bạn, gần 2 năm trước. Dự án đường Trần Nhân Tông thì chỉ làm tới đây thôi. Và cái đường nhỏ nhỏ các bạn đang xem đây là con đường mượn của người dân, họ đổ ruộng sau khi đổ xong DT639 thì sẽ móc lên, móc đất lên trả lại cho người dân để người ta tiếp tục làm ruộng các bạn. Vì sao mà phải mượn con đường đổ ruộng này, đổ đất để mà đổ DT639 khu vực qua Nhân Phú này các bạn, là vì lý do ở đầu cái bay ông Thọ vẫn chưa giải tỏa xong, và phía trong là đầu đoạn Tây Sơn, đường Tây Sơn vẫn chưa giải tỏa xong, cho nên không thể đi 2 đường đó được. Chính vì vậy mà phải dùng đường Trần Nhân Tông và mượn cái đoạn ruộng này để mà đổ đất cho DT-69 qua khu vực này. Bên phía Nhân Phú đường sách vô sông Hà Thanh thì dài chừng 1 km thôi các bạn. Vâng, đây là những hình ảnh xếp hàng của các xe ben để mà chờ đổ cát nha các bạn. Mình đi thực tế ở dưới đường rồi, đây là cát chứ không phải là đất các bạn nha. Hiện tại thì ngày hôm nay thì mình thấy xe đã đổ vào gần với sông Hà Thanh rồi các bạn, chỉ còn khoảng chừng 200 mét nữa thôi là sẽ giáp với sông Hà Thanh và ngay cái cầu mới luôn các bạn. Hiện tại thì các hộ dân trên tuyến đoạn này thì đã hoàn toàn đi hết rồi, đã chuyển chỗ ở mới rồi các bạn. Cho nên là đây là giao toàn bộ lại cho các đơn vị thi công, họ thi công nhanh khu vực này. Thì hy vọng trong thời gian tới cái nền đất đường này sẽ đổ xong.